Thì hôm nay mình không có hướng dẫn Mai, mình chỉ chia sẻ, mình quay video mình chia sẻ cho các bạn biết là mùa này, trong cái mùa Covid-19 này thì đi làm được những gì, và những người bị thất nghiệp, hãng đóng cửa thất nghiệp thì được những gì. Mời các bạn xem video nha. Nay trong cái video này mình sẽ trổ tài may khẩu trang. Mình không có cái máy may mà mình may khẩu trang bằng tay. Ở đây tại vì bây giờ đi làm đó, mình phải mang khẩu trang, có hãng thì bắt buộc mang khẩu trang. Họ cho mình một cái hướng dẫn để may, trong hãng in ra cho mình luôn. Đó. Thì trong đây có ba cách may khẩu trang. Cái cách này là may bằng máy, mình không có máy may, mình may bằng tay, nhưng mà mình tại vì mình thích cái kiểu này. Ok, bây giờ mình cắt. Đây là mình lấy cái áo mới luôn, cái áo mới mua ở chợ Walmart đó. Còn mới. Giờ mình cắt là chiều dài. Mình đo chiều dài đây nè. Chiều dài đây là 10 inch. Bề ngang là 6 inch. Đó, thì mình đã cắt sẵn rồi. Một cái góc bên đây thì mình bẻ vô vậy, 1/4 inch, gấp vô 1/4 inch và mình may một đường. Bên đây cũng vậy, chiều dài thì gấp vô 1/4 inch, mình may một đường. Thì cái này mình may là mình may bề trái, tại vì tiết kiệm thời gian đó mình đã may sẵn hai cái đường này rồi, tại mình may bằng tay. Bây giờ mình sẽ lộn lại đó. Thì họ khuyến khích, họ không có bắt buộc mang khẩu trang, cái hãng mình thì không có bắt buộc, nhưng mà người nào muốn an toàn hơn thì tự mình may, tại vì khẩu trang y tế thì cũng dành cho bệnh viện, y tá, bác sĩ rồi đó, cho nên khuyến khích mình tự mình may, ai cũng có thể may được hết, rất là đơn giản đó. Cái chiều ngang này á, thì mình gấp vô là nửa inch, 1/2 inch. Đó, mình gấp vô vậy rồi mình may, mình không có ủi luôn, rất là siêu nhanh. Thì hãng ở nhà mình ai cũng đi làm hãng hết, mẹ mình làm hãng thuốc cũng phải đi làm, không hãng không có đóng cửa đi làm. Mình thì làm hãng bánh, làm về thực phẩm thì cũng phải đi làm. Anh ông xã mình nó làm ông xã mình nó thì hãng đóng cửa. Hiện giờ thì nó mới đầu là tới 15 tháng 4, thì bây giờ nhận được cái thông báo mới là hãng đóng tiếp 2 tuần nữa, cho tới cuối đầu tháng 5 mới đi làm lại. Thì ở nhà thì mình được lãnh tiền thất nghiệp. Mình apply thất nghiệp. Rồi được tiền thất nghiệp của tiểu bang, rồi tiền thất nghiệp của liên bang cho, rồi tiền hỗ trợ người dân của chính phủ hỗ trợ nữa. Bây giờ mình bắt đầu may hai cái đường này. Mình thì mình may là mũi tới thôi. Đó. Tại vì mình mang đỡ khoảng tuần 2 tuần thôi. May đều thôi. Mình thì đi làm á, đi làm thì mình cũng thấy được là an toàn, là tại vì trước khi mình vô mình làm đó là có đo thân nhiệt ở ngoài cửa, có dựng mấy cái lều, có người đo thân nhiệt cho mình. Nếu mà bạn nhiệt độ của bạn cao trên 100 100.3 độ F á, thì bạn bị send home, không cho bạn vô làm đó. Chỉ này nó cũng chắc lắm, cho nên may một đường thôi, may mũi tới mũi lên mũi xuống, may khích khích lại. Lâu quá không có cầm cái kim à. Đi làm á thì mình vô mình làm á thì đo nhiệt độ, xong mình vô thì chỗ nào cũng có là sanitizer để mình là rửa tay, lau tay. Có một số người họ mang khẩu trang, tại vì có nhiều cái line mình đứng gần đó thì mình đeo cho nó an toàn thôi.
Còn mình làm trong máy, phòng lạnh, một người một máy thì mình không có cần đeo, mình không có đeo. Lúc mà tan ca thì mình bấm thẻ, mình đi về á, thì mỗi người đứng cách nhau 6 feet. Họ có vẽ một cái đánh dấu ở dưới cái sàn á. Mình đứng cách đều ra 6 feet. Cũng có người, trong hãng là lúc nào cũng có người đi lên hết. Họ lên sanitizer đó, họ xách cái bình sanitizer họ đi lên. Rồi, không thấy đường xó không vô. Đi làm trong cái mùa này á, mình được những gì ha? Mình được, nếu mà bạn đi làm đó, từ thứ hai cho tới thứ sáu là coi như là bạn làm một ngày 8 tiếng, từ thứ hai tới thứ sáu là được 40 tiếng, thì họ trả thêm cho bạn 2 đồng một giờ. Cái lương bình thường nó giống như bình thường bạn làm 10 đồng một giờ, thì bây giờ họ trả thêm cho mình là 2 đồng nữa là 12 đồng. Riêng ngày thứ bảy là bạn làm, tại vì đi làm mà trên 40 tiếng là coi như là overtime, là làm thêm giờ, họ sẽ trả thêm cho 3 đồng một giờ. Đó. Thì mình được cái chế độ như vậy. Vì công việc mình phải làm thôi. Họ chi trả thêm như vậy á, là trong cái mùa dịch này thôi. Còn sau đó thì trở lại bình thường. Lâu lâu bị cái mùa dịch dày được nghỉ ở nhà. Mà ai cũng than buồn hết. Tại vì ở nhà không mà không có cái gì làm hết. Nó chán, nó buồn lắm. Ở nhà thui thủi mình nữa, ai cũng đi làm. Không có người nói chuyện, không có được đi đâu nữa. Chứ cũng trông cho nó mau hết cái dịch này đặng qua cái trở lại cuộc sống bình thường. Ở đây đi làm á, bạn làm từ thứ hai tới thứ sáu á thì trả thường. Ngày thứ bảy á, thì bạn được trả overtime, như là trả 1 rưỡi, giống như bạn đi làm 10 đồng giờ, ngày thứ bảy trả bạn 15 đồng giờ. Còn ngày chủ nhật bạn đi làm thì trả double time là được 20 đồng một giờ. Cho nên ai người Việt của mình á, họ siêng năng mà làm giỏi nữa, cho nên thích lắm, ai cũng chịu khó cài kiếm tiền. Đó. Cái này là cái bề trong. Này là bề ở ngoài này. Đây mình mài cái đường mài. Bây giờ mình lấy cái mình luồn vô đây. Luồn cái sợi dây vô đấy, đeo vô lỗ tai. Mình có cái cây kim tây. Đây. Thì mình không có cái dây thun mà thường ở Việt Nam mình mai á, khẩu trang Việt Nam mình mai á, đeo vô nó đau lỗ tai đó. Tại vì mình đeo suốt 8 tiếng đồng hồ mà ngày nào mình cũng phải đeo. Cho nên mình lấy cái sợi dây này trong cái áo mình cắt ra. Và mình kéo nó ra vậy cho nó quấn lại. Bây giờ mình luồn vô thì cái sợi dây nó mềm hơn, đỡ đau hơn. Đó. Dùng cái kim tây luồn qua thì cái chiều dài của cái sợi này là 6 inch. Để xem là mình mai khẩu trang nó mang vô như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ cút hai cái đầu này lại. Rồi sẽ kéo nó, giấu cái mối này vô trong. Cái áo này là cái thun nó giãn nha. Giấu nó vô trong này. Mẹ mình hồi về Việt Nam cũng có mua mấy cái đem qua để mang mùa nắng á.
đi nắng. Mà bây giờ ngay cái mùa này cũng có lấy ra sử dụng được. Rất là đơn giản, dễ làm, siêu nhanh, siêu lẹ luôn. Rồi, đã hoàn thành, bây giờ mình mang vô. Đây, đây là cái khẩu trang mình may xong rồi nè, bây giờ mình mang vô nha. Rất là vừa. Thì các bạn xem thấy khẩu trang mình may như thế nào, rất là êm, hai cong dây này nè rất là êm lỗ tai, mình rất là thích. Thì mình may khẩu trang, mình chia sẻ một số thông tin cho các bạn biết về cái cuộc sống ở Mỹ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại.